Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bắt đầu gia dụng nội địa Nhật ha. Em xin phép gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em có một cái này không biết là cái gì luôn mà hiệu của Kenwood hay gì nè ha. Kenwood nó có chỉnh volume rồi cộng trừ gì tới lui hát gì tùm lum nè, có lo nữa nè. Cái mạng, cái cục này thì là giấy giống cục mạng wifi ha. Nè mấy cái đường link wifi nè ha. Sao lại có gì data rồi audio out in là gì nữa không biết nữa. Công nghệ gì không gành. Con này thì tương đối còn đẹp ha, em chỉ lau chùi thôi chứ chưa đánh bass luôn. Đó. Nguồn thì nguồn 9V ha. Nó đặc biệt nó có cái này nữa nè, nè cái nắp này nè, mở ra nắp, mở ra đẩy lên, nó có cái khe điện thoại hay khe game hay gì đi nè. Không biết bấm hò hát làm sao nữa. Dạ, dạo này em cũng hơi lười lắm, biết cái gì luôn thôi, không biết cái gì bán, không biết cái gì luôn. À, đè thì tắt nguồn ha, tắt đèn ha. Đó, sáng đèn. Này là gì không biết luôn. Ốc ác đồ này là nguyên zin, chưa tháo chưa mở gì hết nha quý khách cô chú anh chị em. Rồi, em bán con này giá 250.000, chưa bao gồm phí ship, chưa bao gồm nguồn. Quý khách cô chú anh chị em nào có mua, có nhu cầu mua dùng xài sửa chế biến nghiên cứu trưng bày liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em ha đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.